Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Mai Lợi, phụ trách kinh doanh tại đại lý Toyota Mỹ Đình, có địa chỉ tại số 15 Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Và hôm nay thì tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn bảng báo giá chi tiết của các dòng xe Toyota có mặt tại đại lý ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Xin chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với Beautiful Car trong chuyên mục báo giá xe mới. Mở đầu video, chúng tôi xin gửi lời chúc sức khỏe và may mắn tới toàn thể quý hàng. Trong nội dung của video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về dòng xe Toyota Veloz 2022, đồng thời cập nhật giá xe của Veloz trong tháng 4 này. Mọi thông tin chi tiết về giá bán, khuyến mại cũng như thủ tục trả góp, quý hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với phòng bán hàng theo từng khu vực để được hỗ trợ tốt nhất. Mới đây thì Toyota Việt Nam đã chính thức giới thiệu bộ đôi Veloz Cross và Avanza Premio. So với Avanza Premio thì Toyota Veloz Cross được định vị cao cấp và mức giá bán cũng cao hơn khá nhiều. Toyota Veloz 2022 chính là chiếc MPV line với Cross Rover và cạnh tranh trực tiếp với Xpander Cross tại Việt Nam. So với đối thủ, Veloz Cross có nhiều lợi thế hơn khi danh sách trang bị thực sự khiến người dùng phải mùi lòng. Sự xuất hiện của Toyota Veloz Cross 2022 sẽ giúp cho phân khúc MPV nói chung trở nên sôi động và khách hàng Việt sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn. Veloz tại Việt Nam thì có 2 phiên bản và nếu quý anh chị cần đánh giá chi tiết về phiên bản nào của dòng Veloz 2022 thì xin vui lòng comment trực tiếp xuống phía dưới video này, chúng tôi sẽ cập nhật và lên sóng nhanh nhất có thể. Tại Việt Nam thì Veloz Cross sẽ phải cạnh tranh trực tiếp với Mitsubishi Xpander Cross giá từ 670 triệu và Suzuki XL7 giá chỉ từ 599 triệu. Để xem thêm video về các đối thủ của Veloz 2022, quý khách đừng quên bấm nút đăng ký kênh, bật chuông để đón chờ những video chi tiết nhất. Toyota Veloz thì được định vị cao cấp hơn người anh em Avanza nên không khó hiểu khi chiếc MPV này sở hữu diện mạo thể thao, cuốn hút hơn khá nhiều. Khác biệt lớn nhất mà người dùng có thể nhận ra trên Veloz Cross 2022 chính là phần đầu xe với lưới tản nhiệt dạng vân kim cương sơn đen bóng thể thao. Đặc biệt, xe có giải chrome chạy từ đèn pha đến đèn hậu, mang đến sự hiện đại của Veloz Cross. Veloz 2022 thì có phần thân được sử dụng những đường gân dập nổi tạo nên vẻ cứng cáp cho xe. Gương chiếu hậu cũng có tính năng chỉnh điện, gập điện, tích hợp báo rẽ và có cả cảnh báo điểm mù xuất hiện trên 2 phiên bản. Nổi bật nhất ở đuôi xe Veloz Cross phải kể đến cụm đèn hậu LED nổi khối nối liền bởi dải đèn LED. Khi chúng ta mở cửa ra thì điểm nhấn thu hút người nhìn ở khoang lái Veloz chính là màn hình giải trí kích thước 9 inch. Xe được trang bị điều hòa tự động, sạc điện thoại không dây, phanh tay điện tử ở khu vực điều khiển, giúp Veloz Cross thể thao và hiện đại hơn. Vô lăng của Veloz Cross được tạo hình 3 chấu bọc da và điểm nhấn chính là mạ bạc. Veloz là chiếc xe đầu tiên trong phân khúc được trang bị đồng hồ kỹ thuật số 7 inch phía sau vô lăng, mang đến khả năng hiển thị sắc nét và có thể thay đổi tùy chỉnh cách hiển thị. Ghế ngồi bọc da pha nỉ. Nhờ chiều dài cơ sở lớn nên không gian hàng thứ 2 và thứ 3 của Veloz Cross vẫn thoải mái rộng rãi cho người dùng. Toyota còn nâng cao tính thực dụng dành cho Veloz với hai hàng ghế trước ngả 180 độ, hàng ghế cuối không còn dạng treo mà có thể gập phẳng 50-50 với mặt sàn, giúp người dùng linh hoạt trong cách bố trí không gian khoang chứa đồ. Khởi động nút bấm chìa khóa thông minh Cam 360 xuất hiện trên những phiên bản cao cấp nhất. Nếu anh chị thấy nội thất của Veloz chưa đủ tiện nghi, muốn nâng cấp thêm những option cao cấp như màn Android hay cần tư vấn những phụ kiện cơ bản như dán phim, trải sàn, đừng quên liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất. Trái tim của Veloz Cross 2022 thì là khối động cơ dung tích 1.5 lít, 4 xi lanh thẳng hàng cho công suất tối đa là 105 mã lực, mô men xoắn cực đại là 138 Nm, đi kèm với đó là hộp số vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Veloz Cross sử dụng số VT sẽ là điểm lợi thế khi vận hành trong phố, rất tiết kiệm nhiên liệu. Để cảm nhận chính xác nhất về khả năng vận hành của Veloz, anh chị đừng quên liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số hotline để được lái thử, tự mình trải nghiệm khối động cơ và những tính năng bổ trợ lái xe an toàn trên Veloz để thấy được tại sao Veloz sẽ là chiếc xe đáng mua và đắt khách nhất trong phân khúc. Để nói về tính năng an toàn của Veloz thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải cực kỳ bất ngờ. Ở trên phiên bản cao cấp nhất thì chúng ta có được sở hữu gói an toàn Toyota Safety Sense với nhiều tính năng như cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn, đèn chiếu xa tự động, kiểm soát vận hành chân ga, cảnh báo phương tiện trước khởi hành và hệ thống cảnh báo điểm mù. Trên phiên bản thấp hơn có giá bán 648 triệu thì Veloz Cross sẽ bị bỏ đi gói Toyota Safety Sense và Cam 360. Đây là điểm khá đáng tiếc. Nhìn chung thì Veloz Cross được hội tụ đầy đủ các yếu tố, đó là một chiếc xe 7 chỗ dành cho những gia đình đông người, một chiếc xe sử dụng linh hoạt, cực kỳ tiết kiệm, êm, thoáng, mát, có khả năng gập ngả ghế linh hoạt, đa dạng, nhiều tiện nghi và công nghệ, an toàn thì cao cấp hàng đầu phân khúc. Giá bán của Veloz ra sao? Chúng ta hãy cùng nhìn vào bảng. Quý khách lưu ý thì mức giá trên chỉ là mức giá niêm yết của hãng thôi, chưa bao gồm các chi phí như là trước bạ, biển số, đăng kiểm, bảo hiểm.
Để có mức giá lăn bánh chính xác nhất tại các tỉnh thành, quý hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với số hotline theo từng khu vực để được hỗ trợ tốt nhất. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay sau khi nhận được thông tin và cam kết mức giá hỗ trợ tốt nhất toàn khu vực. Bitifunka kính chúc quý hàng thật nhiều may mắn và ngập tràn niềm vui. Cảm ơn quý hàng đã ủng hộ, rất mong được phục vụ quý hàng trong tương lai không xa. Đừng quên đăng ký kênh, chúng tôi sẽ trở lại với những thông tin chi tiết và nóng hổi về thị trường ô tô. Hẹn gặp lại quý hàng ở những video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi hết video của chúng tôi. Nếu quý anh chị và các bạn có nhu cầu xem xe, lái thử, mua xe và cần báo giá, quý anh chị vui lòng liên hệ trực tiếp qua số hotline 0973 340 192. Một lần nữa, Mai Lợi xin chân thành cảm ơn quý anh chị và các bạn và chúc quý anh chị và các bạn có một ngày tốt lành.